chào của cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Rồi hôm nay thì đến với bãi kiển của bạn Nam ha, thì chị ở Vĩnh Thành, Chà Lách, Bến Tre, để bạn Nam quay giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lo mai giống, mai ghép giống siêu nụ nè, siêu nụ Bến Tre ha, rồi dẻo nhung, siêu ôm Sài Gòn, siêu ôm Bình Lợi, hàng chơi Tết năm 2025 ha, giá cực kỳ yêu thương luôn cho cô chú anh chị mình siêu tầm mình chơi Tết năm 2025 ha. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cây nào giá cả hợp lý thì mình ủng hộ cho nhà vườn của bạn Nam nha. Và không làm mất thời gian của cô chú anh chị mình nữa ha, em mời cô chú anh chị mình về gặp luôn bạn Nam để bạn Nam chào giới thiệu và giao lưu luôn nha. Rồi mình chào bạn Nam ha. Rồi chào bạn, chào cô chú anh chị đằng xa ha, tiếp tục đến chơi cũng giao lưu với cô chú anh chị mình lúc mai siêu nụ nè, siêu Sài Gòn, siêu Bình Lợi như tàn vậy cho cô chú anh chị mình lấy bo ghép thật nuôi lại chơi Tết 2025 nha. Dọc cây clip là mã số 31T, một cây siêu nụ như cô chú anh chị. Rồi siêu nụ Bến Tre hả bạn? Đúng rồi, bình thân là được 14, rồi chiều cao 70, trái ngang là 70 luôn. Các em giao lưu cô chú anh chị mình ha, giá cũng chỉ là 350.000 và phí ship luôn. Rồi 350 ha. Rồi rồi tiếp theo cây mã số 32T. Rồi 32T cũng là một cây dảo nhung nha cô chú anh chị. Rồi dảo nhung nha cô chú anh chị, bình thân là được 13, cái này có rễ bỏ bàn ra luôn cô chú anh chị ha. Cao 78, trái ngang 74. Rồi rồi cây dảo nhung này giao lưu cô chú anh chị mình ha, giá cũng chỉ là 450 thôi. Rồi mình đã cây luôn ha. Rồi, rồi tiếp theo cây mã số, tiếp theo là mã số 33T, cũng là một cây si bông Sài Gòn của chú Sáu Bình Dương nha cô chú anh chị. Cái vàng tàn quá trời đá luôn cô chú anh chị, tàn do luôn cô chú anh chị ơi, cũ nở luôn ha. Quỳnh thân là được 20. Rồi chiều cao là được 70, tán ngang là được 65. Rồi, rồi cái si bông Sài Gòn này em giao lưu cô chú anh chị giá là giá cũng chỉ là 580.000 bao phí ship của cô chú anh chị mình luôn nha. Rồi rồi mã số 34T, cũng là một cây nhiều tàn luôn nha cô chú anh chị. Rồi, cây tàn rất là dễ thương luôn á, thuận do hả, mà cây lùng lực ha. Bình thân là được 20.5, mà em tính cô chú anh chị mình chỉ là 20 thôi nha. Rồi cao là 55, tán ngang 560. Rồi cây nhiều tàn giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 500.000 bao phí ship nha. Rồi đã cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 35T. Số 35T cũng là một cây siêu bông Sài Gòn luôn cô chú anh chị. Rồi bình thân là được ôm luôn 18 nè. Rồi đế cũng khá là quái nha, chiều cao là 70, tán ngang là được 66. Rồi cây nằm giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 600.000 nha, em bao phí ship luôn. Rồi mình đã cây luôn ha. Rồi, rồi tiếp theo cây mã số 36T, cũng là một cây siêu bông Sài Gòn của chú anh chị. Rồi bình thân là được 18, cây có củ đế ha, tổng đế là được 30, cao là được 72, trái ngang là được 670. Rồi rồi cây mã số 36T em giao lưu với cô chú anh chị giá là 580.000 luôn nha. Rồi mình đã cây đúng rồi. Rồi tiếp theo cây mã số, tiếp theo là mã số 37 đây. Rồi cũng là một cây nhị ngọc tàn nha cô chú anh chị. Rồi nhị ngọc tàn, cái tàn quá xa đá luôn. Mình thích phong cao thì mình chơi cái cây này nha. Mình thân là được 20. Rồi củ đặc là được 24, cao là 76, tán ngang là được 60. Rồi trời cây nhị ngọc tàn với cô chú anh chị là 600.000 luôn nha. Rồi 600 ha. Rồi tiếp theo cây mã số 38T, cũng là một cây Bình Lợi siêu nha. Bông Bình Lợi nha cô chú anh chị. Rồi cái này không đụng lực ha cô chú anh chị. Mình thân là 18, cái này các bạn là ngon nha, cao 60, cái ngang 60 luôn. Rồi cái gì Bình Lợi giao lưu của chú anh chị là 500.000 nha. Rồi 500.000 cho cây mã số này ha. Rồi tiếp theo cây mã số 39T, cũng là một cây siêu bông Sài Gòn cô chú anh chị. Rồi cái tàn quá đã luôn cô chú anh chị. Mình thân là 16, tổng đế là được 33, cao là được 69, cái ngang là được 70. Rồi rồi cái sim Sài Gòn giao lưu của chú anh chị giá là 550 thôi. Rồi 550 ha. Rồi rồi tiếp theo cây mã số, mã số 40T. 40T cũng là một cây siêu bông Sài Gòn nha cô chú anh chị, giống của chú Sáu hả bạn? Dương mình thân là 20. Rồi trời cái tàn quá đã luôn, chiều cao là 68, tán ngang 66. Cây siêu bông Sài Gòn giao lưu quý của chú anh chị giá là 580.000 bao phí ship của chú anh chị mình luôn nha. Thì cây mã số 40T cũng là một cây cuối clip em luôn. Em cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip hơn rồi. Mong được cô chú anh chị mình ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị. Và cũng thay mặt cho kênh cũng như bạn Nam cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi clip và ủng hộ cho bạn Nam trong những clip trước như clip này. Cảm ơn cô chú anh chị mình xem được cây nào mình ủng hộ cho dù của bạn Nam nha. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.